hàng là thành công của chúng tôi. Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Univiet. Thì hôm nay anh em mình công ty đang có mặt tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Sau lưng mình đây là một trung tâm chăm sóc xe, ô tô và xe máy Tín Đạt. Thì trung tâm này đã được anh em bên công ty mình set up cách đây hơn 2 năm và anh đã đưa vào vận hành khoảng 2 năm rồi. Thì bên cạnh các cái dịch vụ như là rửa xe thì anh cũng trong 2 năm vừa rồi anh đã phát triển được thêm một số các mảng dịch vụ chuyên sâu như là phần đánh bóng cũng như phần dọn nội thất và khoang máy chuyên sâu. Thì anh thấy thị trường rất là tiềm năng, thì hôm nay anh có nâng cấp thêm là phần mảng làm lốp. Thì hôm nay anh em công ty đã lên đây cung cấp cho anh chiếc máy làm lốp. Thì nhân tiện đây mình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một cái mô hình mà anh đang vận hành kinh doanh tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng này. Đó. Thì tiến vào bên trong trung tâm thì toàn bộ nơi mình đứng đây là toàn bộ mặt tiền của trung tâm chăm sóc xe. Thì mặt tiền này với diện tích là 8m và sau vào 8m, tổng diện tích anh sử dụng là 64m2. Thì đây là một trung tâm mà cũng không là phải là quá rộng. Thì với cái mặt diện tích như vậy thì anh đã bố trí bên này, mình sẽ bố trí cho anh một chiếc công nông một trụ Ấn Độ để anh dùng để phần rửa xe và xịt gầm ở ngay bên khu vực làm khoang ướt ở bên này. Thì bên cánh trái mình đây thì anh sẽ làm về khoang làm khô. Thì bên đây mình có bố trí cho anh chiếc máy hút bụi và phần cuộn rô lô để anh làm khô khu vực bên này. Đó. Thì với một cái mặt sàn không thể không quá rộng ở đây thì anh có tận dụng một cái khuôn viên của nhà văn hóa ở ngoài này, anh thuê lại để anh làm một cái sân đậu chờ cho khách hàng khi đã rửa xe xong ở khu trong này. Thì khách hàng chưa kịp lấy thì anh sẽ đậu xe ra ngoài bên phía bên ngoài. Đó, cũng như là phần tháo phần bánh xe hay phần mâm lốp để vào bên trong để anh vá cho khách hàng. Đó, thì tín sau vào bên trong nữa thì mình cũng cấp cho anh các cái trang thiết bị cơ bản như là máy nén khí, máy rửa xe, rồi bình bọt tuyết, đó, rồi tay quay 360. Thì trung tâm này thì anh đã đưa vào hoạt động được khoảng 2 năm nay. Thì đó là một cái trung tâm mà có mặt tại thành phố Bảo Lộc của tỉnh Lâm Đồng. Với không gian là 64m2 ở đây thì mình bố trí cho anh đầy đủ các trang thiết bị cũng như là phần bố trí setup rất là gọn gàng để anh có thể tiện trong quá trình vận hành. Ngay bên cạnh bên đây thì mình sẽ bố trí là chiếc bình dầu để điều khiển cầu nâng một trụ. Đó, để hoạt động ở đây thì các bạn khi mà nâng cầu điều chỉnh cầu cho nó điều chỉnh vào các cái ô mình đã thiết kế sẵn cho nó đỡ bị vướng. Tiếp theo trên đây mình sẽ bố trí cho anh một chiếc máy rửa xe. Thì chiếc máy rửa xe này là chiếc máy rửa xe Marzoni nhập khẩu 100% của Italy. Đó. Bên cạnh đó thì cũng có chiếc máy nén khí Hitachi hàng Nhật Bản. Sau khi anh đã vận hành một cái trung tâm này khá là thành công trong 2 năm qua thì anh có bây giờ nâng cấp thêm cái mảng làm lốp này. Thì hôm nay mình có xuống đây để cung cấp thêm cho anh chiếc máy làm lốp. Thì ở đây là chiếc máy làm lốp hiệu Univiet có model là U24. Thì chiếc máy làm lốp này là một chiếc máy model dòng cơ bản. Thì có mâm làm lốp, có mâm là từ 10 tới 24 inch, sử dụng điện 220V và motor là 1,1 kg. Đó, thì là một chiếc máy mà có thể phù hợp với tất cả các dòng mâm ở trên thị trường Việt Nam và cũng là một cái máy được anh em lựa chọn rất là tiết kiệm điện và bền bỉ. Với cái không gian 64m2 này thì anh cũng bố trí đầy đủ các khoang dịch vụ làm ướt, làm khô và khu vực đợi chờ của khách hàng. Bên cạnh đây là khu vực phơi khăn để giặt khăn và bên trong thì là anh thiết kế một cái khu 4m2 làm cái nhà vệ sinh. Đó, đây là một cái mô hình mà anh đang vận hành tại cái trung tâm của anh và tại thành phố Bảo Lộc này. Thì là một cái địa điểm mà rất là uy tín, được cái anh em trên Sài Gòn hay là gần xa để ghé ủng hộ anh rất là nhiều. Anh em nào đang có cái ý tưởng lên mô hình kinh doanh về cái mảng chăm sóc xe làm lốp thì hãy liên hệ với mình theo số hotline ở bên dưới video clip này. Xin chào quý vị và các bạn.